7 dấu hiệu của người thành công. Những năm qua, Hương đã lắng nghe chia sẻ của rất là nhiều người thành công và giàu có ở trong nước và ngoài nước. Từ Hương liệt kê dưới đây 7 dấu hiệu của người thành công. Các bạn hãy cùng lắng nghe xem thử bản thân mình có một trong những dấu hiệu hay là nhiều trong những dấu hiệu này không nhé. Bình luận để chúng ta cùng học tập và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Dấu hiệu thứ nhất, đó là người thành công luôn có những thói quen tốt. Thức dậy sớm, đọc sách, phát triển bản thân, luôn luôn tinh thần học tập và liên tục tiến lên, thói quen làm những điều mới, thói quen phát triển bản thân, phát triển tư duy, luôn luôn kết nối với những người giỏi hơn mình và luôn luôn đầu tư, tiết kiệm trước khi chi tiêu, vân vân. Giống như Bill Gates, một người nhiều năm liền đứng ở vị trí hàng đầu trên thế giới về thu nhập, về sự giàu có, luôn có một cái thói quen là thức dậy sớm mỗi buổi sáng, duy trì cái tinh thần học tập liên tục, dành tặng cho người khác những cái lời khen, đọc sách, vân vân. Thì nếu như các bạn muốn trở thành một người thành công và giàu có, hãy duy trì những thói quen tốt. Còn nếu như các bạn vẫn đang có những thói quen như là uống rượu, thuốc lá, sử dụng những cái chất không tốt cho sức khỏe, phá vỡ sức khỏe của các bạn, hoặc là đang có cái thói quen đó là nói xấu và phán xét người khác, vân vân, thì có khả năng các bạn sẽ không bao giờ chạm được trên con đường hành trình. Thứ hai là tự giác vận động. Những việc mà bạn làm khi không có ai khẳng định bạn là ai. Ví dụ như bạn tự học tập, bạn tự hành động liên tục, bạn tự phát triển bản thân và tự làm những cái điều tốt giúp cho sự nghiệp của các bạn khi không có ai. Bạn chạy bộ mỗi buổi sáng nhưng không cần đăng lên Facebook, không cần check in, không cần đăng lên Strava. Bạn rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, bạn đi bơi, vận động, chạy thể dục thể thao mà không cần phải có sự chứng kiến của người khác. Bạn luôn luôn đọc sách và học tập, liên tục kết nối với những người giỏi hơn nhưng không cần khoe khoang. Bạn biết bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất và làm những cái việc tốt góp phần cho ước mơ của bạn, nhưng bạn không cần phải khoe với ai cả, ngay cả lúc bạn đang đi một mình. Điều đó khẳng định bạn là ai. Và bạn tự thân vận động, tự hành động liên tục để đạt được ước mơ của mình và không cần có sự nhắc nhở của ai, ngay cả khi bạn làm việc một mình, ngay cả khi bạn cô độc, ngay cả khi bạn là lãnh đạo. Bạn ở vị trí lãnh đạo càng cao thì sự cô độc của bạn càng lớn. Bạn có sẵn sàng vượt qua tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống để làm, để liên tục tiến lên. Và ngay cả khi những người xung quanh phản đối và mất niềm tin vào bạn, bạn có liên tục vận động và tiến lên hay không? Điều đó khẳng định là bạn đang trên hành trình thành công hay không. Số 3, người thành công luôn tự tin vào chính bản thân họ. Dù trên thế giới này ai cũng phản đối họ, dù một mình họ tin tưởng vào chính mình, họ vẫn có thể tiến trên con đường thành công của họ. Giống như Henry Ford, người đã sáng lập ra một doanh nghiệp sau đó phá sản, và doanh nghiệp thứ hai khi mà ông sáng lập và bị chính những cái cổ đông trong công ty đó sa thải, Henry Ford lại lập nên doanh nghiệp thứ ba và tạo ra cái Ford Motor vĩ đại như bao giờ. Giống như những câu chuyện Harry Potter, các bạn đã nghe những câu chuyện Harry Potter chưa? Tác giả của Harry Potter đã bị từ chối xuất bản đến 12 lần, nhưng cô vẫn tin rằng là tác phẩm của cô tốt và cô liên tục tìm tới nhà xuất bản khác. Và sau khi được xuất bản và sau khi nỗ lực lần thứ 13 thì tác phẩm Harry Potter đã trở thành một câu chuyện, một trong những câu chuyện rất là quen thuộc và nổi tiếng đối với các tuổi thơ của nhiều bạn trẻ. Edison đã thất bại đến 10.000 lần khi mà sáng chế ra cái đèn điện, và sau đó ông vẫn tiếp tục, vẫn tự tin là ông sẽ thắp sáng cả thế giới, và niềm tin của ông đã thành sự thật. Walt Disney, khi Walt Disney bị sa thải khỏi công ty bởi vì thiếu trí tưởng tượng và thiếu tính sáng tạo, sau đó Walt Disney đã lập nên doanh nghiệp của riêng mình, tạo nên Walt Disney nổi tiếng, có gắn bó với hàng triệu tuổi thơ các bạn trẻ trên toàn thế giới. Đó là những câu chuyện thành công, những câu chuyện mà họ tự tin vào chính mình khi nửa thế giới còn lại không tin vào họ. Và ngay cả khi mà tất cả mọi người đều không tin tưởng vào bạn, bạn phải tin tưởng vào chính mình, tin tưởng vào chính mình. Đó là một trong những cái dấu hiệu của người thành công. Và người thành công luôn luôn tin tưởng vào chính họ, dù không ai ủng hộ đi chăng nữa. Đôi khi người thành công một chút đơn độc khi không có ai tin tưởng. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn tin tưởng chính mình. Và những cái nỗi sợ hãi thì đều không có thật. Khi mà bạn tin tưởng vào chính mình, các nguồn lực khác sẽ
giúp bạn đạt được cái điều bạn muốn. Dấu hiệu số 4, giao tiếp rõ ràng. Khi bạn truyền đạt thông điệp đến đối tác của bạn, đến nhân viên của bạn, đến đội nhóm của các bạn, đến cấp trên của các bạn, cần phải rõ ràng và chính xác thông điệp. Giao tiếp rõ ràng, truyền tải thông tin rõ ràng giúp bạn khẳng định được vị thế của mình và tạo độ tin cậy cho đối tác. Giao tiếp rõ ràng, ngay cả giao tiếp với chính mình, bạn cũng cần phải rõ ràng cái điều mình muốn. Khi mình rõ ràng cái điều mình muốn, mình sẽ dễ dàng đạt được nó hơn. Và lực hấp dẫn sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái điều mình muốn. Rõ ràng trong giao tiếp, rõ ràng trong công việc, trong lời nói, mọi thứ đều cần phải rõ ràng. Đó là một trong những dấu hiệu của người thành công. Bạn đã có rõ ràng trong cuộc sống chưa? Nói chuyện rõ ràng, thông điệp rõ ràng, công việc rõ ràng chưa? Nếu như các bạn có, hãy bình luận bên dưới để chúng ta cùng học tập và chia sẻ với nhau nhiều nha. Dấu hiệu số 5, luôn phát triển tư duy. Cách bạn tạo ra thu nhập 1.000 đô một tháng khác hoàn toàn với cách bạn tạo ra 10.000 đô một tháng, cũng khác hoàn toàn với cách mà bạn tạo ra 100.000 đô mỗi tháng. Nên Donald Trump có câu, đã mất công nghĩ, hãy nghĩ lớn. Vậy nên là khi mà chúng ta phát triển tư duy sẽ giúp cho chúng ta tăng thêm cái thu nhập của mình. Khi mà niềm tin của chúng ta ở đây, niềm tin của chúng ta bé thì thu nhập của chúng ta bé, niềm tin của chúng ta cao hơn, rộng hơn thì thu nhập của chúng ta sẽ lớn hơn. Nếu như các bạn giả sử hay tưởng tượng rằng bạn tin, bạn cảm thấy là cái việc trở thành một boy lạnh lùng đó là một cái điều gì đó rất là hay, thì có thể bạn sẽ phát triển theo hướng là trở thành một người boy lạnh lùng. Nhưng mà nếu bạn thích là thân thiện và vui vẻ, hòa đồng giao tiếp với người khác, bạn cảm thấy điều đó là hay, thì bạn sẽ phát triển theo hướng đó. Cũng tương tự như vậy đối với kinh doanh và kiếm tiền. Nếu các bạn cảm thấy cái công việc bạn đang làm là tốt nhất rồi, thì bạn không thể nào mà thay đổi tới một cái hướng đi mà nó thông minh hơn, tuyệt vời hơn được. Nên cái việc phát triển tư duy mỗi ngày, đọc sách mỗi ngày cực kỳ quan trọng. Nên là các bạn duy trì thói quen đọc sách ít nhất là 30 phút mỗi ngày sẽ giúp cho chúng ta phát triển tư duy và sẽ giúp cho chúng ta mở rộng vùng thoải mái để liên tục tiến lên. Tư duy của các bạn phát triển đến mức nào thì thu nhập và sự thành công của các bạn nằm ở đó. Hãy tưởng tượng rằng nếu một lần bạn thất bại, liệu bạn sẽ liên tục tiến lên và tiến lên, hay là bạn lại cảm thấy hụt hẫng và tự ti về bản thân mình? Kỹ năng số 6 Hường muốn nói ở đây, một cái dấu hiệu số 6 là bạn trân trọng những thất bại. Những người thành công luôn trân trọng những thất bại của họ. Họ lấy thất bại là đòn bẩy để họ liên tục tiến lên và làm một cái kinh nghiệm để họ trở nên giỏi giang và giàu có hơn nữa. Một người thầy của Hường đã nói rằng không quan trọng là bạn có bao nhiêu trải nghiệm, mà quan trọng là bạn nhớ được bao nhiêu trải nghiệm trong số những trải nghiệm đó. Như vậy khi mà mỗi thất bại của chúng ta là một mảnh ghép, khi mà chúng ta ghép những cái kinh nghiệm bài học đó với nhau thì chúng ta sẽ trở nên tuyệt vời hơn, thành công rực rỡ hơn. Giống như kiểu đôi khi các bạn một cách suy nghĩ tiêu cực, các bạn sẽ nghĩ là các bạn đã từng thất bại và các bạn không muốn lặp lại cái thất bại đó và các bạn sợ hãi. Nhưng các bạn biết không, những cái trải nghiệm tốt sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ, nhưng những trải nghiệm xấu sẽ giúp cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Nếu những thứ mà không thể giết được bạn sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Như vậy, khi mà chúng ta biết trân trọng và biết tận dụng tất cả những thất bại của mình, chúng ta sẽ lấy nó là một đòn bẩy sẽ giúp bạn đạt đến những thành công trong tương lai. Nên những người thành công không quan trọng là bạn đã thất bại trong quá khứ, mà thành công có nghĩa là bạn vẫn tiếp tục, vẫn giữ được cái năng lượng và sự mạnh mẽ, sự máu lửa của mình để liên tục tiến lên, để liên tục tiến lên phía trước khi mà các bạn đang vấp ngã và gặp khó khăn ở thời điểm hiện tại. Số 7, quan sát chính mình. Liệu các bạn có đang quan sát chính mình hay không? Hãy quan sát những lúc bạn trì hoãn. Hãy dùng cái sự quan sát của các bạn để điều khiển tâm trí, suy nghĩ và cơ thể của các bạn để liên tục hành động và tạo ra những kết quả. Bạn quan sát xem, hãy bắt thóp chính mình xem là những phút giây nào bạn trì hoãn, những phút giây nào bạn lười biếng và cơ thể bạn đang ngụy biện. Chỉ khi các bạn quan sát chính mình và chỉ có bạn mới là người theo dõi suốt cuộc đời này, các bạn mới quan sát chính mình xem những hành vi, những hành động và những thói quen mỗi ngày, sự kỷ luật bản thân của các bạn đã có chưa. Chỉ có cơ thể bạn mới có thể giúp bạn đạt được ước mơ và cái mong muốn của mình, mới giúp bạn trở nên giàu có, thành công và sự phát triển thịnh vượng, mới giúp cho các bạn
làm tận dụng những tất cả những nguồn lực bạn có để đạt được cái điều mà bạn muốn. Nên bạn có đang gặp sự trì hoãn hay không? Cho các bạn biết đó là phần lớn trong cuộc đời này không phải chúng ta không làm được bởi vì thiếu hiểu biết, mà sự không làm được đến từ sự trì hoãn. Và cái sự trì hoãn làm thế nào để dẹp bỏ sự trì hoãn? Hãy quan sát và bắt thóp chính mình. Hãy xem những phút giây nào các bạn đang trì hoãn, hãy dừng cái việc đó ngay và chúng ta bắt tay vào làm, vào học, vào làm và kết nối, làm những việc mới, làm những thí nghiệm mới, những để cho ra những cái kết quả mới để giúp cho các bạn đạt được sự thành công và giàu có. Trên đây là chia sẻ về 7 dấu hiệu của người thành công. Nếu các bạn muốn trở nên thành công, hãy học tập và phát triển, phải duy trì 7 dấu hiệu này. Còn nếu như các bạn muốn dấn thân và phát triển thu nhập thụ động với Affiliate Marketing, hãy xem các video kế bên chia sẻ về học Affiliate Marketing, làm thế nào để ngồi Việt Nam với một chiếc máy tính các bạn có thể kiếm tiền bên kia bán cầu. Hãy xem video tiếp theo của Hường, video kế bên ngay tại đây. Thì các bạn hãy xem video đó để lắng nghe chia sẻ về Affiliate Marketing, ngồi Việt Nam kiếm tiền Mỹ. Hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn subscribe kênh và nhấn vào nút chuông thông báo kế bên cạnh để xem video chia sẻ mới nhất về làm thế nào để trở nên thành công và giàu có.